Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video phân tích bí ẩn vũ trụ Skibidi Toilet trên kênh của Nhân BB các bạn nhá. Video này khá là hay và có khá nhiều sự bí ẩn. Hy vọng các bạn sẽ xem hết video này và các bạn cho Nhân BB xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu video thôi nào. Let's go. Vào đầu video vũ trụ Skibidi Toilet này, mình thấy cái anh cameraman. Các bạn ơi, có cả Speaker Man và Speaker Woman này các bạn này. Hai người này đang tập luyện để chiến đấu đấy các bạn à. Đây này các bạn nhìn này. Đấy, Speaker Woman này, anh là Speaker Man. Và đây là Speaker Woman. Bọn họ đang ở trên nóc nhà các bạn ơi. Chắc định bắt con gà đây. Mà sao hai người này lại đi chơi cùng nhau thế này các bạn ơi. Mình nghi đi nha. Đấy các bạn à, ok. Và ở phía đằng này thì các bạn nhìn kia, người đầu cánh quạt, anh ấy đã bị điện giật các bạn ơi. Đây, anh người đầu cánh quạt ở tập trước đã bị điện giật và anh ấy đang làm sóng xài trên đường các bạn ơi. Tại sao Speaker Man và Speaker Woman không cứu nhỉ? Titan Speaker Man cũng vậy, anh ấy cũng đang nằm ở đây các bạn ơi. Đó, Titan Cameraman anh ấy đang ở đâu? Titan Cameraman anh ấy đang ở đâu? Ui, tôi cần biết Titan Cameraman có còn sống hay không. Ui các bạn ơi, trực thăng đã đi và đây là chiến binh Cameraman của chúng ta các bạn ơi. Ok, chúng ta cùng nhau xem nào nha. Ok các bạn ơi, kìa, Titan Cameraman vẫn còn sống và đang chiến đấu với một con Skibidi Toilet các bạn ơi. Ui, Skibidi Toilet lên cửa, what the, Skibidi Toilet lên cửa thì mạnh thế. Ui, thêm cả một tên Skibidi Toilet quân đội này, nó phóng tên nữa. Anh né anh Titan Cameraman từ đằng sau. Mình biết ngay mà, bọn Skibidi Toilet này bọn chúng chỉ dám đánh lén thôi, chứ mà đánh trực diện với anh Titan Cameraman á, bọn chúng không có tuổi gì, đúng không các bạn ơi? Nhé, rồi Titan Cameraman mạnh lắm. Tấn công Titan Cameraman từ đằng sau. Ui, còn đây những anh Cameraman ở trên nóc nhà. Ui ơi, ôi không, Cameraman cẩn thận. Ui, Wow, what the, đỉnh thật sự các bạn ơi. Như kiểu Titan Cameraman thực sự được sức mạnh ghê gớm luôn, bắt được quả tên lửa luôn các bạn ơi. Nhìn lại nha, xem lại pha này nha, mình thấy pha này rất đẹp các bạn ạ. Nhìn này, đây, Titan Cameraman đã bị đẩy vào góc tường. Nhưng mà một quả thấy các bạn ơi, có tiếng tích tách của người đầu đồng hồ các bạn ơi. Đây này các bạn nhìn nha, nhìn kỹ này, tại sao anh Titan Cameraman trong vũ trụ Skibidi Toilet này lại có sức mạnh làm chậm của người đầu đồng hồ các bạn nha. Đóng băng thời gian ấy. Đây các bạn hãy xem đi, đây là cái gì, đây là cái đồng hồ đấy. Ở trong vũ trụ Skibidi Toilet này, Titan Cameraman được lắp thêm cái đồng hồ đây các bạn ơi. Trời ơi, nên là anh ấy mới có sức mạnh làm chậm thời gian, ngưng đọng thời gian để bắt được quả tên lửa này các bạn ơi. Đó, có tiếng kêu đồng hồ mà sau đó có Skibidi Toilet này, chính là vật tế thần của anh ấy. Boom, hai Skibidi Toilet đó đã bị hy sinh. Hay lắm, quá đẳng cấp luôn. Và bây giờ Speaker Man và Speaker Woman mới bắt đầu đi chiến đấu các bạn ơi. Ok, cái gì ơi? À, các anh cameraman. Đấy, các anh cameraman đang ngắm vào vị trí này. Đây chính là vũ khí bí mật của bọn Skibidi Toilet. Bọn chúng đang cử như mấy cái tên Skibidi Toilet này canh chừng cái kho vũ khí này các bạn ạ. Đây này, vũ khí này là vũ khí điện. Nó đã khiến anh người đầu cánh quạt và Speakerman của chúng ta bị thương. Còn mỗi anh Titan Cameraman là vẫn còn ổn đấy các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau xem tiếp xem chuyện gì xảy ra nha các bạn nha. Ok, rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo đây nào. Let's go. Skibidi Toilet đang đứng ở đây. À, có cả thêm hai con này ngăn cản nữa. Wow, đột nhiên Speaker Woman và Speaker Man các bạn ơi, anh này các bạn à, đã lao xuống tấn công một Skibidi Toilet. Ây da, Skibidi Toilet lần này có ổn không? Hai con này quá yếu đuối. Thế là hai con này là vật hy sinh đầu tiên các bạn ơi. Xong, quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là chị TV.
Chị còn dơ ngón tay thối này các bạn này, nhìn thấy chưa? Đây, đỉnh thật sự luôn. Đây các bạn xem nha, chị còn dơ ngón tay thối này này. Đó, đó các bạn ơi, ngón tay thối của chị này. Và một skibi internet, Kami đều là nụ thối tha. Hey, đẳng cấp thật sự đấy chị ơi. Xem tiếp chuyện gì xảy ra nha các bạn nha. Skibi internet có bảo vệ được cái trụ điện của nó không? Nó tức giận, một con tức giận. Và nó đang dính bẫy của chị Speaker Woman và anh Speaker Man. Ôi, con này ghê nha. Một cái chân của Skibi internet đã bị tiêu diệt. Chân nên là cái tay của bạn ơi. What the? Hai người này kết hợp quá mạnh luôn. Tuổi gì bạn ơi? Trời ơi, Skibidi Toanet, bạn nghĩ sao mà bạn có thể thắng được hai chiến binh cực kỳ mạnh của chúng tôi hả? Đúng không các bạn ơi? Mọi người xem tới đây rồi, nếu ai chưa ấn like cho Nhân BB xin một like và một nút đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Và các bạn bình luận bên dưới nữa, mình sẽ thả tim các bạn ở trong cái video này nha. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta xem tiếp nào. Úi giời ơi, thế là cụ đã ra đi chân lạnh toát. Con Skibi Trend tiếp theo để tấn công. Đột nhiên, con này bị hy sinh luôn. Ai yểm trợ vậy? Đó chính là một anh camera. Camera woman à. Ui, camera woman đã nấp đây từ lúc nào các bạn ơi. À, camera man. À, anh ấy đang ngắm súng mình từ camera woman. Ok, cảm ơn, good, rất là tốt. Và bây giờ Speaker Woman đang cố gắng vào đây để phá cái vũ khí của Skibi Trend. Đột nhiên, what the? Con Skibi Internet phi thuyền không gian nó xuất hiện các bạn ơi. Ui, nó tấn công. Cẩn thận, Titan Cameraman đã xuất hiện. Này, nhờn với anh này. Wow, lá chắn siêu cấp VIP của Titan Cameraman chặn được mọi sức mạnh luôn. Wow, cảm ơn Titan Cameraman rất nhiều. Thế là Speaker Woman và Speaker Man vẫn ok các bạn nha. Ui, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện. Ôi không, nhà khoa học. Ui các bạn ơi, nó tấn nện đánh nhẹ anh Titan Cameraman từ đằng sau. Các bạn ạ, nó phóng thẳng cái tay của nó và khối năng lượng ở trước ngực của anh Titan Cameraman luôn. Ui không, oh my god, Titan Cameraman đã bị thương. Ui, sợ nó có Skibi Internet này đến. Ui anh, à bây giờ Speaker Man đang đứng ở đây yểm trợ các bạn ơi. Ui không, con này nó nhanh lắm. Ui trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Titan Cameraman đã bị thương. Mau phá hủy cái trụ điện này đi. Nào, Titan Cameraman đang cố gắng bảo vệ lại Speaker Man và Speaker Woman. Mau phá cái trụ điện này đi, nhanh lên. Ui, làm gì đi, mọi người làm gì đi. Trời ơi, Titan Cameraman bị thương mà Nhân BB cũng buồn quá các bạn ơi. Đau thật sự đây. Ơi, nào, đúng rồi. Nào, anh xem đây, phá cái vỡ cái trụ điện đi. Boom, trụ điện đã bị phá hủy. Titan Cameraman anh ấy cũng đã bị thương. Ôi không, ui, đau quá các bạn ơi. Ui không, no, nó định làm gì đây? Ui, các bạn ơi, một trận chiến này chúng ta đã phá hủy được vũ khí của Skibidi Toilet. Nhưng mà anh Titan Cameraman, anh ấy đã bị thương rất nặng luôn rồi các bạn à. Ôi không, chuyện không vui một chút nào các bạn nha. Trận chiến này anh có vẻ như anh Titan Cameraman đã hy sinh rồi các bạn ạ. Thôi được rồi, không sao. Mình tin rằng anh Cameraman vẫn còn sống và anh ấy có thể tiêu diệt được tên Skibidi Toilet nhà khoa học này. Anh ơi, cố khỏe lại nha các bạn nha. Thì Nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình các bạn ạ. Hy vọng ở tập tiếp theo anh Titan Cameraman sẽ khỏe lại và cả các chiến binh, người đầu cánh quạt và Speaker Man nữa cùng nhau hợp sức tiêu diệt cái tên Skibidi Toilet nhà khoa học này nha các bạn nha. Mọi người nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video tiếp theo trên kênh của Nhân BB nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn và những video tiếp theo của mình nha. Ok, nhớ like, đăng ký kênh và bình luận bên dưới ủng hộ Nhân BB. Ok.